Thì hôm nay thì chúng tôi cũng đang về để hỗ trợ thi công kỹ thuật cái phần thép sàn cho nhà anh Hướng tại xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình. Đấy, thì hiện tại thì tôi cũng đang có mặt ở trên sàn. Hai đầu thép tăng cường là thanh này, đấy, cuốn mỏ đây, một thanh cuốn ở trên đây, đấy, bên này cuối là như vậy, và thì hiện tại thì anh em kỹ sư cũng đang trao đổi với các bác thợ xem là có những cái chỗ nào mà đang còn thiếu phần thép chẳng hạn thế, hoặc là những cái vấn đề về kỹ thuật thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi trực tiếp với các bác thợ để mà có những cái điều chỉnh hoặc bổ sung đấy, làm sao đấy cho cái phần thép thực tế thi công sẽ đúng như là cái thiết kế trong bản vẽ của chúng tôi. Đấy, và trước khi đổ bê tông thì mọi thứ đều đã có những cái điều chỉnh chỉnh sửa theo đúng cái bản vẽ thiết kế và đều đảm bảo cho anh chị. Đấy, nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì anh chị theo dõi chúng tôi thì tất cả các cái quá trình chúng tôi hoạt động thì chúng tôi đều quay lại rất là thực tế như thế này, thì để cho anh chị cũng theo dõi được là chúng tôi đang làm việc và phục vụ khách hàng như thế nào. Đấy, cũng như là khi mà anh chị lựa chọn kiến trúc BNI thì anh chị cũng sẽ nhận lại được cái sự phục vụ đầy đủ như vậy. Đấy, chúng tôi ngoài bản vẽ chi tiết đầy đủ ra, kiến trúc, kết cấu điện nước, rồi bóc tách khối lượng vật tư công trình, thì chúng tôi còn về trong quá trình mà anh chị thi công đầy đủ hết anh chị nhé. Thép móng và thép sàn của các tầng chúng tôi đều về hết. Đấy. Nhà anh Hướng đây là nhà 2 tầng mái Nhật. Đây là cái phần sân chơi. Đấy, ban công sân chơi phía trước. Như vậy là anh chị vừa theo dõi cái quá trình mà chúng tôi về để hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật thi công cái phần thép sàn tầng 2 ngôi nhà 2 tầng mái Nhật của nhà anh Hướng tại xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình. Đấy, thì anh chị cũng theo dõi tất cả các hoạt động của chúng tôi, thì từ cái hoạt động đi khảo sát cái hợp đồng thiết kế này, hay là đến khi mà anh chị chốt được cái mẫu nhà thì chúng tôi lại chia sẻ cái mẫu nhà của anh chị lên để cho mọi người cùng tham khảo. Hay là các cái quá trình mà chúng tôi đi hỗ trợ kỹ thuật thi công thực tế thì chúng tôi đang hoạt động như thế nào, đang phục vụ khách hàng như thế nào, thì chúng tôi lại quay lại các cái hoạt động thực tế đó để cho anh chị thấy được tất cả những cái hoạt động đó của chúng tôi. Đấy, thì chúng tôi đang phục vụ khách hàng như thế nào thì khi mà chúng tôi thiết kế và phục vụ anh chị thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ tất cả các cái quy trình như vậy anh chị nhá. Đấy, đi hỗ trợ rất là đầy đủ như vậy. Thì anh chị thấy là ở trên kênh YouTube của Kiến trúc BNI chúng tôi đây thì những gì chúng tôi đang nói thì chúng tôi thể hiện bằng những cái video thực tế ở trên kênh YouTube. Chúng tôi chia sẻ tất cả các cái hoạt động như vậy. Đấy, thì anh chị khi mà anh chị theo dõi tất cả các hoạt động của chúng tôi thì anh chị sẽ biết được tất cả cái quá trình đó chúng tôi đang phục vụ khách hàng như thế nào, thì anh chị sẽ hiểu rõ hơn về cái sự phục vụ của kiến trúc BNI. Thì khi mà anh chị tham khảo một cái đơn vị thiết kế nào thì cũng vậy thôi. Người ta đang thiết kế và phục vụ khách hàng như thế nào thì nó thể hiện rất là rõ ở trên những cái hoạt động thực tế của người ta. Khi mà anh chị lựa chọn đơn vị đó thiết kế thì anh chị cũng sẽ nhận lại được những cái sự phục vụ đó. Kiến trúc bên thì chúng tôi thì các cái phần kỹ thuật là chúng tôi sẽ đều phải về như vậy hết. Bởi vì sao ạ? Cái ngôi nhà của anh chị cái quan trọng nhất là cái phần cốt thép, đúng không ạ? Ví dụ như cái ngôi nhà của anh chị nó bị lún này, hay là bị nứt cái phần sàn các thứ, thì tất cả mọi thứ nó đều là do cái kỹ thuật về phần cốt thép hết. Đấy, nên là chúng tôi là một đơn vị thiết kế thì chúng tôi luôn luôn có cái trách nhiệm đảm bảo cho anh chị về các cái phần kỹ thuật đó. Làm sao đó mà các phần thép móng này hay thép sàn thì chúng tôi đều phải có anh em kỹ sư về trực tiếp như vậy. Đấy, thì trong quá trình thi công đó thì có những cái lỗi sai hay là có những cái gì đó mà nó chưa
chưa chuẩn theo đúng cái kỹ thuật thiết kế chúng tôi đã thiết kế, thì lúc đó là chúng tôi đều sẽ phải trao đổi với các bác thợ, sẽ phải có những cái điều chỉnh chỉnh sửa là nó phải đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng theo cái bản vẽ thiết kế của chúng tôi, để làm sao đó khi mà trước khi đổ bê tông ấy, thì mọi vấn đề về kỹ thuật là đều đã được đảm bảo rồi, nên anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị nhé. Thì chúng tôi là một công ty thiết kế chuyên nghiệp nên là tất cả mọi thứ chúng tôi đều làm việc nó phải có đầy đủ các cái quy trình hết rồi. Ví dụ như là cái quy trình mà chúng tôi thiết kế chẳng hạn thế, thì khi mà anh chị đã theo dõi các hoạt động của chúng tôi, anh chị đặt niềm tin vào kiến trúc bền y chúng tôi, thì anh chị sẽ liên hệ đến chúng tôi và lúc đó là chúng tôi sẽ còn trao đổi tư vấn chi tiết đến anh chị, và anh chị phải nắm rõ được các cái thông tin là thế thì kiến trúc bền y chúng tôi đang thiết kế và phục vụ anh chị như thế nào đấy, và các cái thông tin về công ty kiến trúc bền y chúng tôi thiết kế. Thì khi mà anh chị đã nghe, đã nắm được rõ các cái thông tin đó rồi và anh chị cảm thấy là kiến trúc bền y là phù hợp với lại cái nhu cầu thuê đơn vị thiết kế của anh chị, thì lúc đó anh chị đặt niềm tin vào chúng tôi và anh chị đồng ý, thì lúc đó là chúng ta sẽ chốt một cái lịch và chúng tôi sẽ về tận nơi để đo đạc khảo sát cái hiện trạng khuôn đất của anh chị, cũng như là lắng nghe những cái mong muốn về cái ngôi nhà của anh chị, để lúc đó là chúng tôi về chúng tôi thiết kế cái mẫu nhà nó sẽ đúng theo cái mong muốn nhu cầu đó của anh chị luôn. Sau đó là quá trình mà chúng tôi về thì chúng tôi sẽ giao việc cho anh em kiến trúc sư, sẽ có anh em kiến trúc sư riêng thiết kế cho anh chị, và trong quá trình đó thì sẽ còn có những cái điều chỉnh chỉnh sửa đến khi anh chị ưng ý thì thôi. Và tiếp theo đó là chúng tôi hoàn thiện toàn bộ cái hồ sơ bao gồm là kiến trúc này, kết cấu này, điện nước, và bóc tách toàn bộ cái khối lượng vật tư ngôi nhà của anh chị, sẽ thống kê đầy đủ ra và anh chị chỉ việc lấy vật tư theo cái khối lượng mà chúng tôi đã thống kê ra thôi. Như thế thì nó sẽ giúp cho anh chị là tiết kiệm được rất là nhiều vật tư, những cái mà nó tránh bị lãng phí cái phần tư anh chị nhá. Đấy, và tiếp theo đó là cái quá trình thi công thì như anh chị cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Thì chúng tôi đều về để hỗ trợ như vậy. Đấy, và nhiều thực tế nhá, thực tế là nhiều anh chị cũng có rất là nhiều thắc mắc, đó là ví dụ như là cái vấn đề là lo lắng của chúng tôi khi chúng tôi thiết kế thì chúng tôi có về hỗ trợ hay không. Thì cái vấn đề này thì nó sẽ có mấy cái ý như thế này. Khi mà chúng tôi về khảo sát cái hợp đồng thiết kế hay là chúng tôi tư vấn cho anh chị, thì bao giờ mà trong hợp đồng là chúng tôi sẽ đều có đầy đủ, ghi đầy đủ rõ là công ty kiến trúc bền y chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm về để hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật thi công cái phần thép móng và thép sàn. Đấy, đấy, trong hợp đồng thì chúng tôi đã ghi rất là rõ như vậy rồi, giấy trắng mực đen đầy đủ hết như vậy. Anh chị thấy rằng đây là cái phải công việc, cái nghề của chúng tôi đúng không ạ? Và chúng tôi mong muốn công ty phát triển thì đương nhiên là chúng tôi phải làm sao đó phục vụ anh chị một thật là tận tình, chu đáo và trách nhiệm đúng không ạ? Và đấy là cái sự lâu dài chứ không thể là chỉ là trước mắt đấy, nên là muốn chúng tôi phát triển thì đương nhiên anh chị yên tâm là chúng tôi sẽ phục vụ anh chị. Đấy, khi anh chị đã đặt niềm tin vào chúng tôi rồi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phục vụ anh chị, nó sẽ tương xứng với cái niềm tin đó và tương xứng với cái số tiền mà anh chị đã bỏ ra để lựa chọn kiến trúc bên ý chúng tôi thiết kế cho anh chị. Đấy, nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Đấy, và một cái điều nữa ấy là gì ạ? Khi mà anh chị đang tham khảo các cái đơn vị thiết kế đúng không ạ, thì đương nhiên là anh chị cũng phải tham khảo theo dõi các cái quá trình của công ty đó, người ta đang hoạt động như thế nào rồi đúng không ạ. Đấy, thì những cái gì người ta đang làm, đang thiết kế, đang phục vụ khách hàng, nó thể hiện rất rõ qua cái quá trình mà anh chị theo dõi người ta đang hoạt động như vậy rồi. Đấy, thì nên anh chị cũng sẽ cảm nhận được ngay là thế thì bên đó người ta nói là thiết kế hồ sơ đầy đủ rồi về hỗ trợ trách nhiệm thì người ta có về hay không thì đều thể hiện rất là rõ qua cái hoạt động rồi đúng không ạ. Giống như kiến trúc bên thì chúng tôi đây, chúng tôi đang chia sẻ đến anh chị cái quá trình mà chúng tôi về để hỗ trợ kỹ thuật thép sàn của nhà anh Hướng đây đúng không ạ, thì nó đều là thực tế thôi, thì anh chị đều cảm nhận được ngay. Đấy, thì nếu như mà anh chị mong muốn kiến trúc bền y chúng tôi thiết kế cho anh chị một cái ngôi nhà thật là đẹp, ưng ý theo cái mong muốn, nhu cầu, sở thích riêng của anh chị, thì anh chị hãy liên hệ đến kiến trúc bền y theo cái số điện thoại ở trên màn hình. Đấy, hoặc là anh chị kết bạn Zalo cũng được, anh chị trao đổi qua Zalo thì chúng tôi lúc nào cũng sẽ tư vấn trao đổi rất là nhiệt tình, chi tiết đến anh chị. Đấy, và khi anh chị đồng ý rồi thì lúc đó chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cái ngôi nhà của anh chị rồi ạ. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các cái video tiếp theo.